Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông phát sóng thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong bản tin hôm nay, sau phần tin tức an toàn giao thông sẽ là phóng sự nỗi đau từ tai nạn giao thông, nhìn từ vụ hai sinh viên tử vong trên đường đi làm thêm về. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hồi 11 giờ sáng mùng 3 tháng 3, tại km 173 cộng 300 quốc lộ 70 xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô biển kiểm soát 24C00520 do anh Trần Quốc Tình, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố số 1 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng điều khiển chạy hướng ngã ba Bắc Ngầm đi Lào Cai, va chạm với xe mô tô không gắn biển kiểm soát do em Phạm Văn M, sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố số 5 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng điều khiển. Phía sau chở em Phạm Văn Thờ, sinh năm 2006, trú tại tổ dân phố số 3 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng đi ngược chiều. Hậu quả hai em Phạm Văn M và Phạm Văn Thờ bị thương rất nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu ngay sau đó. Công an huyện Bảo Thắng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau một năm thực hiện Nghị định 100/2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được kiểm soát chặt chẽ. Trung bình mỗi ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc đã xử lý khoảng 500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ tính riêng trong ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ đã phát hiện xử lý lập biên bản 1.764 trường hợp vi phạm, trong đó phát hiện xử lý 178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp sử dụng ma túy. Như Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 2 tại đường Trần Phú, đường Hoàng Liên kéo dài, khu vực tổ 18 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai thanh niên đi trên xe máy tử vong tại hiện trường. Đó là hai sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai trên đường đi làm thêm trở về ký túc xá thì không may đã bị tử nạn. Vụ tai nạn giao thông đã để lại những nỗi đau khôn tả cho người ở lại. Hơn một tuần sau vụ tai nạn, chúng tôi có mặt tại gia đình em Nguyễn Ngọc Khánh, sinh năm 2001, tại tổ dân phố Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Không khí tang thương vẫn bao trùm trong gia đình. Cả bố và mẹ em vẫn chưa thể đi làm từ sau khi mất đi đứa con trai duy nhất ở tuổi còn quá trẻ. Chỉ biết là bố mẹ cho con đi ăn học thôi, đi học thôi. Và bố mẹ bảo con cứ đi học, học xong đâu đấy rồi có thể là tính nghề tiếp sau này mẹ sẽ bố ra nghề, bố mẹ sẽ không cần. Khi mà biết tin, gia đình hoàn toàn là bất ngờ, không biết là cháu nó đi làm như thế nào. Và cách đó khoảng hơn 2 km tại thôn Đá Đen, thị trấn Phố Lu là gia đình em Vũ Tuấn Anh, sinh năm 2001. Bố em, ông Vũ Đức Xuyên, quanh năm làm ruộng, làm chổi để lấy tiền nuôi hai con ăn học. Ông Xuyên cho biết Tuấn Anh và Khánh là bạn thân từ những năm học cấp 3. Khi tốt nghiệp, cả hai cùng thi, xin theo học một nghề, lại học cùng lớp, cùng nhau và đi làm thêm. Đi làm thêm thôi, đi làm thêm cho quán bia, à quán bia đúng rồi, quán bia. Quán ốc Sài Gòn. Quán ốc Sài Gòn ấy. Nguyện vọng của nhà em là bây giờ em cứ muốn là để cho làm các thủ tục cho các cháu xong. Thì bắt đầu là cái đấy thì nhà em với ấy thôi thì nhường cho hết các chú thôi. Bây giờ bố cháu thì cũng đầu óc thì là nó cũng không được, giờ cháu như thế thì đầu óc nó cũng không được, đau đầu nó cũng không được tỉnh mấy. Chị đây thì thực ra thì ruộng cũng tham gia là ruộng, vợ chồng thì sống hàng xóm thì tốt thôi, cả các cháu cũng thế đều ngoan, cứ thương hại hai nhà chị có hai con trai đều ngoan mà cũng tốt, hàng xóm có giềng tốt, vậy chấp hành các mọi cái quy định của địa phương. Và gia đình thì vừa làm chổi vừa làm nghề phụ là nghề là bán chít đấy, chổi chít đấy, mới làm ruộng thôi, và chủ yếu là các gia đình như vậy thôi. Nói về người điều khiển ô tô gây ra tai nạn giao thông khiến hai sinh viên tử vong tại hiện trường là Bùi Duy Phương, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn An Thắng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng. Bùi Duy Phương có bị pháp luật xử lý điều khiển ô tô gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng hay không thì còn chờ cơ quan tư pháp điều tra đưa ra kết luận. Qua vụ việc cụ thể này thấy rằng nỗi đau mà tai nạn giao thông là quá lớn, không gì có thể bù đắp. Điều có thể làm lúc này đó là mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.